Pom hai pinong sương cuông trường chim mini mới pom hai pinong pom thời sum khỏi khẩn xã Mương Lai huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái về tô tiền cánh pom nà tôi nghề nhân ưu tú quang quảng nhàn quân mi hỗ trợ hạt nhân văn hóa chưa có tay khảo cái bài tèm lăng nị cuồng lặng hơn nòi ni giúp ngày càng phồng lồng ngạ bá ngao nàng xã Mương Lai huyện Lục Yên mỏi mử quam khắp ơi là ơi còn quam khắp gọi cò tàu đầy khắp gần xiềng sóng ỏm mết pu bám ăn là chơ côn dần cuồng bàn côn là cò hủ cánh in đầy xiềng khắp cò nghị nhân quang quảng nhàn quam khắp ón nua phủ côn liều y là quam khắp còi pom tời hùa chờ mặc muồn nên văn hóa không pò mè chở côn tay còn nghệ nhân lòn nừng cuồng bưng tàng trường mi tiếng mi cao còn phồng đìm mương lại ảnh hung cánh là hùng nạ ma tà còn côn dần rú hùng mực yên thầy nì tại khu mạ mét bay khẩn còn nằm đỉnh bản mương mi lại nên văn hóa mà ớ có đầy bay khảo cùng cục đỉnh ưng dấu chủ mở bưng quam khắp phột vòn hư cỏ mát nỉ liệu còn lá han vòng tệ nặn lại không còn mặc nguồn liệu nương xìa mà nên văn hóa khổng trợ quân tay nọ hà và nghệ nhân quang quảng nhàn hư cò giúp phòng đỉnh ảnh hung mương lại nỉ dòm a ca mết đơi côn khổng chầu vầy trừ hiềm trừ mằn bảy chữ tác tạo bức nên văn hóa hít không tòng chặn quần ảnh mi quam khắp còi khắp thèn cánh còn bò mẹ chữa côn tay nọ bòm nằn lung có lưng chơ sắc mắn trên son hạ bức chùa si tuổi nóm số bản na khắp còi mi té chơ nở ỉ lọ quan thảm không lại côn có báo hù mi té chơ nở chẳng hù cho nghệ nhân quang quảng nhàn có bé xương phung côn thảo ké cuồng xã nhá gần hư cuồng quam ấu ú đủ cánh bưng quam khắp cõi cò đầy trên sòn tòi bưng bay tiền cáo ké trên lang té chảo té lại man vừa xương ăn lung nhàn cò vào khắp cõi lò nên bản hóa cáo ké trên lang còn bò mẹ chữa con tay nọ vầy tỏi năm bốc bua của cụ kiển nung xú còn bò mẹ chữa con tay nọ rút nì và nghe được các cụ đã chơi nhăng nòi liều chơi nhớ gần tẩy bài in tòi bưng côn tìm nòng xính cù cánh bưng ưởi ý đẩy phăng bưng côn thảo ké cuồng bản khắp còi té nằn còi cỏ mi hùa chẳng mát phớ e đầy hủ khắp liều té nằn mặc muôn tẩy quam khắp té chất lờ có bóng hủ lém còi có tỏi năm bác bòn cánh tỏi năm trừ hiểm bưng bay khắp cấu ké trên nang liều cò ha chảo tập tư khắp liều cò hủ mặc muôn hoạt tàu khách nỉ khắp còi ăn lò quan khắp ón mưa té xương nhìn xiển lôm bày khẩu cò tè cò mảy hóp ăn khăn ăn chăn cuồng khắp còi báo chằng lò quam khắp ọn nua phủ côn đều có nhân cạt kiên tế quam khắp cánh bưng xiềng tí xiềng ke nắng có một ông cụ già là ngồi bên tòi quan tiền mười lại té chảo té lại ma hư cỏ mi côn thảo ké nừng nằng rú tanh hòn huổi nằm ăn chơ dưới liệp hòn huổi nằm nằm còn lại óp lại bày lại lâm té nằn hư cỏ mi phạt lôm tiểu khẩu hư cỏ mày tè rú chàm ăn phạt lôm báu hư cỏ nghiêm quan lò muôn hình té ăn hư ai thảo ăn cò hiền muôn cánh cò ha chào khắp gần quam khắp còi té nàn hư cò mặc muôn tời quam khắp nỉ vầy vươm lươm xìa bước mử dệt dượn nắp nưới liều áo mất đầy của một mưng hà côn dần làng ăn hư côn thảo ké ăn cò ngắm bùn cánh tắt áo bằng còn mày áo bưng tàng trường vầy tỏi năm dệt bền bưng tàng trường bí khen cho người dân và sau đó thì khắp còi có tặng cốc té bưng mử dệt sườn cuồng phủ kiển ứng số chủ mử dân ăn khắp còi có bé xương tung quam khắp ứng xương khắp thèn khắp vụt khắp vòng sơn lờ khắp lườn ảo mắt ăn muôn ăn chăn cuồng phủ kiển ứng số sừng nhỏ kia dệt kìm dệt sườn hải na liệu quam khắp cỏ tô tiền mắc phủ kiển nuông số của chờ hoặc sườn quý panh quam khắp tiền mắc đổi báo xào cánh tỏi năm hồi chợ mặc muôn tỏi ải êm cỏ tỏi cứ quam khắp ăn nghệ nhân quang quảng nhàn có lăng chơi chóng bạc chóng hanh và trừ mặn quam khắp còi cánh phân quam khắp nỉ hạ cắt sẻn đơi
Lung có tặng tốt tỏi nam ngắm bồn, cảnh bác bòn ở bưng bay khác, ngắm bồn bưng cách luông khắp nêu sư, cách luông dệt ví dệt khen nêu sư. Vậy, bòm cạt khen tỏi quan khắp ẩn, vừa muồn, vừa ọt nua, vừa xiềng sẵn mớm. Bưng ăn muồn ăn tràn nhít khổng khắp cõi vào xiềng, cảnh bưng quam khắp vào hộp, hư lung có tỏi năm tèm ọ mết cuộn bưng bạc sách khổng trầu. Vậy, tết nặn hư trừ ảo cánh bảy tỏi năm bảy trừ nên văn hóa không bò mè trừ quân tay nọ đẩy lung tỏi năm trừ mặn trừ hiểm tỏi lại củ khoảng cát có mỏ dạ cha vậy tết nặn lò hùa chờ khẳng chặn nhất khoảng quân bò mè trừ quân tay nọ mà nhiều các cụ già cuồng vòng gian có nỉ chơ xung cung chưa khỏi có tỏi năm trừ hiềm cánh phải hạ tim bưng bay khắp cáo ké khỏi có bỏ lại cụ khoảng khắp hình vừa tinh mê bưng quam khắp cáo ké trên lang cứ có đại truyền tỏi luôn khắp khắp tại càn nạt thôi có mi chìa bao sáng các nào hỏi có hiền cốt nào khắp bay nào hư có ép năm cánh khắp tỏi bay nằn mi côn hư có khắp hà trầu tèm nào ha và có báo đại tục to các nào mi côn hư khắp tao bó hà tèm mi côn hư có hà tèm khắp và báu đẩy mi bé xương chủ mử cánh tỏi năm té chảo tay ngại ma hùa chảo lúc ngắm chất là cỏ ngắm nêu sư và trừ mặn đẩy nên văn hóa không chừa côn chảo chiên sòn hà chùa si nóng cằm lằng nì nghệ nhân quan quảng nhàn có bòm tỏi chính quyền bản na có xung bền câu lạc bộ ăn lò bưng côn mặc muồn tỏi xiềng khắp còi cánh bòm cằn có khải bưng lớp ép khắp cuồng mọi bườn khải bưng lớp ép sòn khắp bóng mết ngân hà lụ làn cuồng bàn lò nừng cuồng bưng nghệ nhân vẹn xanh ý mai thị hồng chắn lò con lụ khải tà biển côn giúp phòng đỉnh mương lại nỉ đầy chơ cất xỉnh ó có đầy phăng cuồng bưng quam khắp ú lụ cảnh bưng quam khắp té chảo té nại ma ý còn lưng chơ hù đầy giòn nết bưng hùa chờ khăn chăn hù chỉ bó cánh tượng ten bưng quam khắp có nghệ nhân quang quảng nhạn đối thời chầu đầy nghệ nhân hù hền cánh tỏi nam cải bưng hoạt động in muôn văn hóa của bản na có cày ý còn đầy lung tỏi nam chỉ bó truyền sòn vầy mi kinh nghiệm khắp niêu sư hở măn xiềng sóng hở măn muôn cánh hù khắp xe bưng quam khắp thèn khắp gọi nắng vài tén nằn ý khai nghị có chữ lò nghệ nhân cốc chính của bưng quam khắp cổng bò mẹ chữ quân tay nọ đẩy tỏi năm khắp xe nàng bưng vàng in muồn khắp xe văn nghệ cứ đẩy lại giải sườn sùng tén nằn ý có sức tàm tẩy trừ trừ hiểm bưng nên văn hóa khổng chữ quân chầu hở chùa si nóng cằm lằng nì rất là nhiều giai điệu như hát then hát cò chưa khỏi đẩy văng bưng quam khắp khỏi cò hư chứ đẩy mết cánh cò hiền muôn hay nọ bưng quam khắp thèn khắp cõi khắp lườn khắp khảm hải tén nằn khỏi có mặc muôn phải quam khắp nhất là khắp cõi quam khắp nỉ chẳng xú mương lại chẳng hù khắp thôi quam khắp nỉ hư có vỏ ớt đẩy ma hùa chờ cánh tỏi năm xiềng khắp có muôn nêu sư sắc mắn tỏi nên văn hóa trừ mặn nên văn hóa hạ các chùa xí nóng cằm có nghệ nhân quang quảng mạn có đầy tỏi năm tròi dừa tới chính quyên bản nam bưng cầu lạc bộ sòn quam khắp cánh bưng quam khắp tay nọ có đầy khầy quảng tế bản na hoạt mỏi huân chương rú bón nở mi côn mặc muồn tỏi quam khắp cáu ké trên lang ăn rú bón nằn có mi xiềng khắp khòng say giáo quang quảng nhàn cháu được tham gia câu lạc bộ thế. Chưa làn để tỏi năm cả câu lạc bộ khắp thèn khắp cõi nàng huân chương làn có hiền muôn cánh hùng nạm mắt tà hình lọ làn có chi chóng tặc chóng hanh trừ mặn bưng nên văn hóa còn chừa con tay chầu bưng bạc sách đầy tèm cài sạm hỏi bay khắp khắp lườn khắp bụt khắp thèn có đầy trừ mặn đầy tèm té hùa chờ hạc sườn quý banh muồn mùa còn cốt nghệ nhân tỏi bưng khủ chóng bạc chóng hanh mử phên báo sàn khổ sàn khó hư nghệ nhân quang quảng nhàn lò nừng cuồng bưng côn lại bảy trừ bưng nên văn hóa còn bò mẹ chở côn tay nọ liều hủ bác bòn hà mỏi bay khắp đầy muôn hơn hết sức lớn bưng nghệ nhân rú bưng phòng bản na lọ bưng côn cốc chính vài trừ mặn hạ bưng nên văn hóa cáu ké trên lang còn mỏi chữa cốt nổi côn với dương ẩn xung khỏi có tỏi năm trời dừa tỉnh mi bưng chính sách vài trừ mặn mắt nên văn hóa chữa cốt nổi côn có xung bền bưng cầu lạc bộ khắp xe bản nghệ hạ và cuồng ẩn cho mi nghệ nhân
Hương Sum Khỏi có nhàn danh ma vỉa dệt còn nghệ nhân cai vỉa tròn chiên giòn cánh tắt táo bức nhân văn hóa khòng po mè chữ quốc nảy côn xứ bản na thòi nghệ nhân quang quảng nhàn hưng đẩy lại côn dần huyền lục yên hung nạo mắt tà hình vừa lọc côn chữ mặn đẩy mất văn hóa khắp gọi còn po mè chữ quốc tây nọ khai nghỉ Sum Khỏi có đàng dệt chìa bào tay công nhàn nọ quang khắp gọi là nên văn hóa cáo ké chiên lang khòng các mương hâu tiền mắc họt khùng nạp ma tà ma bưng nên văn hóa kịt không tòng chằn con pò mè chở quân tay nọ nặng sáng mưng ngài huyền lục yên ăn lo cho tiền họt vừa chào mặc muồn sắc mắn cùng bịa chiên sòn trừ ảo bức nên văn hóa cáo ké trên năng nghỉ còn nghệ nhân ưu tú quang quảng nhàn côn của có phân dệt hờ hoàng huề nằm bản na xuống nghỉ lại tệ lại phướng tỏi các sẻn đơi côn nào đẩy phăng quang khắp khắp thèn nhịt lọ quan khắp còn cốt nghệ nhân nỉ hư có báu tay là lưng đầy mà bưng quan khắp ón mưa phủ côn quan khắp nỉ hư có đầy xiềng sóng vầy bay khơn sùng họt các phồng pu bá lồng ngả bá ngao.